Đây là con hàu tự nhiên này, hàu biển này. Đây, hàu tự nhiên đấy, đủ cả kích thước các chủng loại, các hình thù khác nhau, có hình thù khác này. Hàu tự nhiên nó có hình thù như vậy. To chưa? Loại này 4 con 1 kg đây, 1 kg. Hàu này mình luộc hoặc nướng ngon hết á, rửa sạch ăn hoặc ăn sống, đặc sản của hàu này là ăn sống, ăn ngon ăn sống, hàu tươi sống ăn sống ngon lắm. Nên như bên Tây hay ăn sống, ở Việt Nam mình chỉ luộc thôi, luộc hoặc nướng thôi. Ăn sống còn nhiều chứ, đấy là mình đi đâu ăn chứ. Ở quê ăn sợ đau bụng. Nhưng mà ăn sống ngon lắm á. Đây có cái miệng ở đây. Cái này bỏ dao vào đây này. Tách nó ra. Xong rồi lấy thìa múc ăn thôi. Hoặc nướng vậy, nướng ra tách ra. Xong để một tách một bên, còn để một bên vỏ lại. Đây ta lấy phi dầu hành mỡ lạc kia bỏ lên, nó bỏ lên nướng. Ăn cũng ngon lắm, đặc sản luôn đấy. Đây, các kiểu này, các màu. Đây, nhà mình đang đóng hàng cho khách này. Hiện tại món này ở bên hải sản bên Hải Bình mình là nhiều người mua lắm. Mua về đa số ăn sống không à. Đấy. Thơm ngon, nhiều chủng loại, to có nhỏ có. Đây con này nhỏ hơn này. Con này to hơn. Đấy. Như con tỏi trắng. Đấy, kính thưa các hình thù. Hình thù đa dạng. Hè này thì nước thì mùa đông thì hàu nó bị ổng. Còn mùa hè thì hàu ăn chắc còn hàu hơn, nước còn ấm. Như vậy thôi. Đây, con hàu biển, hàu tự nhiên. Nhiều chủng loại vô cùng. Kính thưa các kiểu. Kính thưa các hình thù. Hình nào cũng khỏe.